ngựa tìm về quê ha, cha tìm thấy con gì đó là cũng vậy thôi. Quý vị tự xét ha, chứ bàn nữa thì tôi không dám nói đó. Thành thử ra cuộc tiến triển thiên cơ gấp gấp, bây giờ là gấp lắm quý vị. Khuyên chúng sanh hãy gắt tu hành, nên thầy mới nói là niệm Phật đi quý vị, họ gác bỏ muôn duyên để lo niệm Phật đi. Chứ mình ở đây mà mình nói hoài bàn hoài thì cũng không được kết quả. Tôi thì xạo rồi, tôi nói cho quý vị nghe thôi, cái tôi tu dở hơn quý vị gấp triệu ngàn lần. Nên chuyện này cái tôi không nói nữa, tới thì Long Vĩ xài đầu khởi chiến tranh là tôi không nói nữa. Tại vì tôi lo tôi niệm Phật, tôi gỡ rối cuộc đời tôi rồi. Ông Thánh cũng nói, tôi nói rằng tay tôi chẳng có nhiều, nếu dắt được cái cũng được đó, rồi rời Đức Phật Thầy Tây An đó quý vị. Nhưng mà bên sống của Đức Phật Thầy Tây An thì có cái quyển này. Ngài nói chú đen, chú đứng cửa buồn, chú coi cái biển, cái tuồng làm theo. Rồi hát năm con chó, con heo, chú làm cho đúng thì theo cái này. Thứ tự chú sắc đủ đầy, tôi mượn chỗ này, diễn sức tuần ba. Tử dạo nè, nhang này đang cày nè. Rồi khi mà ta đói, người ta để yêu cũng gì để cái gì ăn không? Dạ. Tôi cũng phải đánh quý vị, tôi giật của anh à. Nhưng mà thầy nói, tới chừng mà quý vị bỏ thì cái xe du lịch mà nó trôi vô bèo, có nói với quý vị đó thì đến việc ly kỳ gạo của quý vị tích trữ này quý vị anh cũng không được đâu, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong thôi. Nên bây giờ đừng nên tích trữ nữa, đừng nên đầu cơ mà tích trữ để bán mà lấy lời, cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, mình nghĩ mình có tiền mình tích trữ. Rồi á, mấy anh em nghèo nè, như tôi nghèo là tôi không có gạo ăn, là bắt buộc tôi phải đánh quý vị tôi giật thôi à. Nên quý vị tích trữ là quý vị tạo cho người ta một cái động lực để ta lợi bạc cút của quý vị. Còn mình cứ để tự nhiên đi, chờ thiên định đi, quý vị tu tới mức độ nào thì quý vị sẽ không đói đâu. Cần gì mới tích chữ, mà tích chữ thì biết có mạng để ăn không. Hay giờ mình tích cho cả đống mà mình đợi mình ăn tới sang năm, mà giờ mới ngày hôm qua cái bữa nay cái mình bị chết rồi. Rồi mình ăn cũng không được. Nếu mà quý vị tích trữ mà để ban cho mấy cái người nghèo, cho người ta lon hay lon để ta nấu cháo ăn đỡ thì được. Mà tích trữ cho quý vị ăn thì quý vị không có vé để mà ăn đâu. Mà ta nghèo, người ta đói, ta cũng giật quý vị ta ăn hết trơn. Thành thử thôi đừng tích trữ quý vị, sống tới tự nhiên đi. Bây giờ tới đâu hay tới đó, còn quý vị tích trữ mà cho người ta thì quý vị nên tích trữ. Cái đó là tôi hoan nghênh quý vị. Tôi cảm ơn quý vị trước luôn. Dạ, yeah, thì cũng thưa cô Tư, người ta nói là có cái chỗ lánh nạn, điểm lánh nạn này kia đó, chỗ nào cô Tư có thể lánh được cái đó đó không? Ông Khánh ông nói nha, giàu thì sống gụa mà nghèo thì sống ghe. Để chờ nước lớn chèo te vô dòng, mà cái dòng nào quý vị tránh, cái gì chỉ tôi coi coi, cái tôi già 72 tuổi chưa biết cái dòng nào. Yeah. Rồi tới chừng mà mắt trong nước lửa biết đàn nào đi đó thì quý vị tránh đâu. Nếu quý vị mà giàu quý vị có sống gụa rồi, bây giờ đầy bất động sản đang đóng băng nè, quý vị bán cũng không được nè. Rồi ghe quý vị kêu lên cái dòng đồng, quý vị tránh đâu, quý vị chỉ cái dòng đó tôi coi, chứ tôi không biết rồi. Nên tôi không có cơ hội để chỉ cho quý vị. Mà Đức Phật chỉ quý vị được á, cái dòng mà quý vị muốn tránh được, cái lũ mà quý vị muốn tránh đó, thì quý vị hãy bố thí làm các việc từ thiện đi. Rồi văn thù Bồ Tát từ bi, kèo thiền bát nhã nước thì trần gian, quý vị khỏi cần sống thiền nữa. Gió đưa lướt sóng buồn lo, nước người tu niệm xê sang thiện tình. Ai mà ta dạy chẳng nhìn thì sao đừng trách mắt tình yêu đương. Chỉ có vậy thôi, chứ quý vị đừng có nghe người ta sống buồn để chờ khi nước lớn kèo te vô dòng, không có dòng để quý vị tránh đâu. Quý vị không tu làm sao cái cảnh khổ này quý vị tránh được. Còn nghe mấy chú nói hay tao cầm bốn thẻ gì đó, anh cô Tư, nhìn vô đó một ánh nạn gì đó. Nếu bốn con thẻ này mở ra mà người hung cũng vô được, mà người hiền cũng vô được, thì bốn ông thẻ này cũng không có chỗ chứa đâu. Con nên nhớ là khi mà mở hội đó thì ông Châu Thao mình nó xét đạo, mà phải chân tu trên trán có dành điểm quang mới vô thẻ được. Hay là Đức Huỳnh giáo chủ ngày trở lại, chừng nào thầy lại gia chung, thầy mới cấp cho mỗi người bổn đạo miếng giấy vàng. Miếng giấy giờ mà vàng của mình chứ không phải giấy bằng vàng nha. Khi quý vị mà tu đọt chuẩn thì cái giấy của quý vị sẽ đổi lên bốn chữ Vũ Sơn Kỳ Hương. Quý vị chừng đó vô thẻ được. Chứ giờ mà nếu Đức Thầy cấp trước cho quý vị á,
thì tôi không tu là tôi đánh quý vị, tôi giật cái giấy cái sao nó không có được. Khi mình tu rồi trên trán mình sẽ biểu họ lộ ra cái chuyện cơ tu của quý vị, chứ đừng nói như Phật thầy ra ngày xưa cấp lòng phái, mà giờ Đức Quỳnh giáo chủ cấp lòng phái đi, người ta đè đầu, người ta bẻ cổ quý vị, ta giật lòng phái liền đó, nó không có được. Mình phải tự tu, phải tự đắc, còn phải tự vô thẻ được, chứ không có nói là bốn con thẻ mở thì ai cũng vô nó chánh hết chỗ nào một chút. Mà bây giờ tà với chánh còn đương trà trộn, thế giới này biết bao nhiêu tỷ người, chỗ nào mà trốn quý vị, chỗ nào mà vô được, nên không có phải gì đâu, quý vị phải tu được, tu phải đột chữ. Dạ, thì người ta nói là đời sắp cận đó cô Tư, cho nên là dẫn bà con đi núi tham quan cảnh núi, đằng mai sau núi đỏ biết chỗ này kia đó cô Tư, đi được không? Cái đó là mấy ông đạo phát lát thôi. Bản mặt của mấy ông mà dẫn đoàn đi núi để tìm chỗ mà tránh hả? Xin lỗi mà nói chứ ông nói Đông Tây ông tu không có nhiều, khi mà núi nổ thì mấy ông chết trước á, chứ mấy ông không có trách được đâu. Mấy ông đó là mấy ông chỉ phỉnh gạt người ta thôi. Mấy ông dẫn đoàn đi á, mấy ông nói tiếng làm đạo, xin lỗi mấy ông mà nói nha, làm đạo là như thế này. Mấy ông bao chiếc xe 50 chỗ mà 15 triệu thì chia ra người 300 ngàn. Mấy ông đi dẫn đoàn đi Tà Lơn ăn một ngày 100 ngàn, chia ra người 400. Vô thành vua 135 cho mấy ông trăm ngữ, là 500 ngữ. Lợi ra mướn cái nhà trọ có 70 ngàn, 620. Mấy ông bán vé ngồi trước 1.3 triệu, ở sau 1.2 triệu, là mấy ông lời phân nửa, mấy ông nói làm đạo, mấy ông nói dốc, mấy ông phải nói là đi kiếm gạo ăn mới đúng. Còn cái chỗ mấy ông làm đạo là mấy ông chia đều mới gọi là làm đạo. Bây giờ khi mà đi rồi đó thì báo cáo với đồng đạo là tôi muốn chiếc xe 15 triệu, chia người 300, ăn một ngày năm cát dụng này 5 triệu, chia người 100 đó là 400, vô vé thành vô 135, coi 100 nữ luôn. Nó thì 620 cứ nhận tại 620 mới gọi là làm đạo. Còn cái này mấy anh bốc xước mà mấy anh nói mấy anh làm đạo thì không có vé đâu. Núi nổ mấy anh chết trước đó, chứ đừng nói mấy anh lựa chỗ để mấy anh chắc. Má mấy anh cứu mấy anh chưa được nữa, chứ đừng nói ông Phật nào cứu. Dạ. Thưa cô Tư, thì câu giảng này là ngũ yếu biết được tại sao mà Đức Thầy nói là cách đây là cũng là 84 năm rồi. Mà hôm nay nó có cái phù hợp hơn mà Đức Thầy nói như này cô Tư. Đức Thầy nói là nay gần đến Long Khuy xà dĩ, cảnh gian nan bá tánh hồ kề. Đó là cùng thấy chúng sanh còn mãi say mê, cùng chỉ rõ đường tà nào chắc. Đó là ngũ ý là Đức Thầy nói là có không gì cô Tư? Nam mô A Di Đà Phật. Đây đọc là hai câu đồng. Nay gần đến Long Khuy xà dĩ, cảnh gian nan bá tánh hồ kề. À thưa quý vị, long là gồng phải không quý vị? Xà dĩ tức là gắn lộn đầu, trong nhân dân có vật sanh vật. Nay gần đến Long Khuy xà dĩ, cảnh gian nan bá tánh hồ kề. Đó thì thầy nói giới thiệu quý vị nè, con gồng mới nửa gốc năm mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Mà thất thanh hải hùng như thế nào thì tôi không được biết, tôi chỉ đọc lời lời của Đức Quỳnh giáo chủ dạy thôi đó. Thì thầy nói là con rồng mới nửa gốc nanh mà trong bát tánh thất thanh hải hùng, chừng nào tôi được hết hùng thì là danh sự còn dùng làm chi. Thì khi mà quý vị thấy cái chuyện mà hải hùng đó rồi thì quý vị thất thanh hồn dưới đó rồi, không có còn hồn còn xác gì nữa. Thì thầy mới nói chừng nào tôi được hết cùng thì chừng đó mà thì thầy hết cùng thì bá tánh không có dùng nữa, tại vì quý vị chết hết rồi quý vị đâu có dùng sấm giảng của ông này để làm gì nữa đó. Thì theo tôi hiểu như thế đó, còn cao hơn nữa thì dạ tôi không biết đó, nên quý vị gắng tu đi quý vị, năm tới là năm rồng đó quý vị. Cái thiên cơ thời cuộc thì tôi cũng không dám biết nữa, tại tôi không dám nói nữa, tại vì mạng tôi không biết tôi về đâu nên tôi không chịu biết. Thì có câu nói là long dĩ xà đầu khở chiến trinh đó cô Tư. Rồi can qua khở xuống khở đạo binh, mã đề kiên trước anh hùng tận, thân dậu miên lai kiến thái bình. Lời này là cuốn Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm. Thì ổng cũng nói nằm trong sống giảng thầy dạy hết rồi. Long cũng là gồng, long dĩ xà đầu khở chiến trinh, quý vị thấy chiến trinh khở rồi. Can qua khở xướng khở đau binh, mã đề niên trước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Là muốn nói là
tới 5 con ngựa đó quý vị. Thì ông Thánh mình ông cho biết là chừng nào đá nổi mà gông chìm, hồ khô sông cạn ngựa tìm về quê. À, cái chỗ này tôi chỉ đọc tới đó thôi, quý vị tìm hiểu ha. Ngựa tìm về quê ha, cha tìm thấy con gì đó, là cũng vậy thôi. À, quý vị tự xét ha, chứ bàn nữa thì tôi không dám nói. Đó, thành thử cuộc tiến triển thiên cơ gấp gấp. Bây giờ là gấp lắm quý vị, khuyên chúng sanh hãy gác tu hành. Nên thầy mới nói là niệm Phật đi quý vị, họ gác bỏ muôn duyên để lo niệm Phật đi. Chứ mình ở đây mà mình nói hoài, bàn hoài thì cũng không được kết quả. Tôi thì xạo, tôi nói cho quý vị nghe thôi, chứ tôi tu dở hơn quý vị gấp triệu ngàn lần. Nên chuyện này chắc tôi không nói nữa, tới Long Vĩ xài đầu khởi chiến tranh là tôi không nói nữa. Tại vì tôi lo tôi niệm Phật, tôi gỡ gối cuộc đời tôi rồi. À, ông Thánh cũng nói, tôi nói rằng tay tôi chẳng có nhiều, nếu dắt được cái điều cũng được đó, lời của Đức Phật Thầy Tây An đó quý vị. Nhưng mà bên sấm của Đức Phật Thầy Tây An thì có cái quyển này. Ngài nói chú đen, chú đứng cửa buồn, chú coi tôi diễn, cái tuồng làm theo. Rồi hát năm con chó con heo, chú làm cho đúng thì theo cái này. Thứ tự chú sắc đủ đầy, tôi mượn chỗ này diễn sức tuần ba. Người ta mượn chỗ này người ta diễn sức tuần ba, quý vị biết ai mượn ai rồi. Hát tuồng Nam Quốc mở ra, chú mời anh Pháp ảnh qua làm tuồng. Mà ảnh qua mình một cũng buồn, qua đây gặp bạn vui buồn cùng ông. Mà chú lùng chú cũng đợi mong, ông qua gặp chú thì xong cái gì. Ngày xưa hai chú một kỳ cũng hát một lúc Đại Thì Việt Nam và hát một lúc năm 45 đó quý vị. Bây giờ bắt nhịp cầu lam mờ đem gánh hát núi sao diễn tù chính bổn tù cũng ba thớ quý vị. Đến đó có vui có buồn có chăn tỏ gạn hát tù Trung Hoa. Trung Hoa là Trung Quốc đó quý vị. Bây giờ diễm mặt đặt qua tầng hớn nhất khổ hải ga giáo đầu. Phải qua cho tới ải đầu trừ ô hắc lợi bắt cầu quả vô. Cho mày chết héo chết khô kỳ này mày chịu nam mô cõi nào. Ngựa đá chưa xuống giường đào, phụng hoàng xuống biển nước vào trận chung. Chặng này mới biết cái khung, pháp biên Ấn Độ sợ vung kinh hồn. Diêm La Nhật Bổn đánh dồn, chặng này là chặng âm hồn khó ga. Nga Tàu Đức Pháp cũng qua, ít lời nhắn nhủ xa xăm đồng bào. Ra đi chưa định chỗ nào, bớ dơ lữ thứ vào vào tâm trung. Má, quý vị mà qua xong chiến Việt Nam tôi là cái lời mặt tặng thì quý vị không có vé để đi về đâu quý vị. Nên ông chặn trình của mình, ông nói là Biển Đông dặn dặm gian tay giữ đất Việt muôn năm dặn trị bình. Mà đất Việt của chúng tôi á, là sao là bá chủ thế giới. Mà quý vị hàng năm phải cống lễ ứng hầu hướng ban đó, không phải chuyện giỡn đâu. Quý vị đừng có mộng bá đồ dương mà xâm chiếm Việt Nam chúng tôi nữa. À, quý vị biết anh hùng Việt Nam lỗi lạc mà. Từ ngàn xưa tới giờ, không phải là cái chuyện mà đơn giản hay tầm thường mà quý vị để quý vị xâm chiếm nữa đâu. Đời mặt tặng này không ai xâm chiếm Việt Nam chúng ta được hết. Nên quý vị hãy bền gan chờ đợi ngày chung cuộc. Đó, phải ráng tu lên để mình đắc quả cao hơn nữa. Để mình khi mình được phẩm hạnh rồi, mình trở lại để giúp nước của mình và độ cho dân chúng người ta thoát khổ. Chứ quý vị mà đem cái tài xảo của mình để đi ra mà gạt lường bổn đạo hoài thì tội nghiệp cho quý vị thôi. Chứ tôi thì không mất mớ gì. Mà tôi nói thì quý vị có lúc có người nhắn tin là chữ, nhưng mà không tâm biết gì tôi chứ. Quý vị chữ tôi như quý vị chữ cái gốc cây chứ không nhận gì. Tại tôi đâu có biết chữ mà đọc được với bình luận quý vị đâu. Chỗ quý vị chữ thì tôi trả lời cho quý vị chứ. Thành thử ra tôi không có nghe mà tôi không biết nữa. Dạ. Còn cái chỗ nào mà quý vị khen tôi thì tôi có nghe đây. Đưa mặt cười chỉ tay lên thấy ha. Dạ. Nên đừng có chửi nữa. Chỗ nào tôi nói phải quý vị nghe, chỗ nào nói phải quý vị lướt qua bỏ đi. Ôi mẹ mẹ ba lương. Dạ. Thành thử ra cứ bỏ qua đi. Dạ thì chúng tôi người ta mới nói là mai sau lập đời trở lại thì cũ cũ y nhiên tình đi tam báo. Thì 18 nước mà bây giờ ta nói là Việt Nam mình không có vũ khí hạt nhân, thế giới nó có vũ khí hạt nhân, rồi làm sao mình chơi lại người ta. Ở chỗ đó thì miễn bàn đi đấy. Tại vì bây giờ cái can qua này nè, thầy đã nói trước rồi. Can qua dân chúng chớ buồn lo, kích đức trời ta chốn hẹn hò. Tiên cảnh Phật đài xem được gửi hoàn cầu đến đó ấm cùng no.
cái can qua mà vũ khí hạt nhân gì đó để cho nhà nước lo, hay là để cho trời Phật lo to việc này, cái sức của mình không lo được nên mình không nói chuyện đó. À, mình chỉ lo tu đi, à, tu cho qua cửa diêm phù, tức là cái người tu mà chân chánh đó, thì những cái súng đạn, những cái hơi độc của hạt nhân đồ đó quý vị cũng sẽ tránh được hết trơn. Còn quý vị không tu, quý vị cứ mong đời tới hoài, mong gặp mặt thầy thì không có vé đâu, không có vé để gặp mặt thầy đâu. Rồi, à, bây giờ cái tôi giải thích rõ, bây giờ là tu là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà tại sao bây giờ nó có nhiều con là A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật, à, nhiều nhiều cái những gì đó tư, vậy là niệm theo cái nào mới chính xác? Niệm theo Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy là chính xác. Yeah. Tại vì cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là phải Nam Mô A Di Đà Phật là hồng danh của ngài mới là đúng. Bây giờ con lợi một cái cửa hàng nào đó, cô luật sư kêu con lợi cái cửa hàng thương mại, trung tâm thương mại con mua đồ, mà con lợi cái cửa hàng bán hàng xém con mua được không? Con mua được cái hiệu đó không? Không được. Nên phải niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Phật mới nhiếp thọ. A Mi Đà Phật là tiếng Phạn ngày xưa. Rồi bắt đầu bây giờ ta dạy niệm tắt Nam Mô A Di, cái gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ có những người mở dạy lớp trẻ sau này, dạy lớp trẻ là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, biết bốn chữ. Quý vị đi tắt, bây giờ quý vị vô trường học, quý vị đi thi, quý vị có thể đi tắt được không? Đi tắt là quý vị phải xích tiền ra để mua chuột. Ban giám khảo, ban giám thị thì cấp cho quý vị đậu thì được, nhưng mà ông Phật ông đâu có gì tiền nên quý vị mua không được chỗ đó đâu. Dạ. Nên phải niệm đúng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đàng hoàng, Phật mới chứng cho quý vị, chứ đừng có đi tắt nữa. Ông Phật mà đâu phải giỡn chơi, muốn nói cái gì nói. Bây giờ như cô Tư là Nguyễn Thị Sinh mà lại mà kêu Nguyễn Thị Ba được không? Không được. À, Nguyễn Thị Năm tao cũng đâu có thèm trả lời mày, tại vì mày đâu có kêu đức danh. À, thành thử ra quý vị hãy trở lại, phải niệm rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi mà quý vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà nhất tâm đó, khỏi lòng không bấn loạn, phiền não không còn ngăn chia đó, thì quý vị sẽ trừ được 84 trọng tội sanh tử. Đức Phật A Di Đà hứa quý vị là thệ nguyện thứ 19, nếu lúc lâm chung ai niệm được hồng danh của ta từ một niệm cho tới 7 niệm mà không bấn loạn, nếu ta không bước người đó về cảnh giới của ta, ta thệ chẳng thành Phật. Rồi quý vị danh của ổng là Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi. Yeah. Ổng biết rồi, quý vị kêu ổng không mà ổng rước quý vị, nó không được, mình không có thể đi tắt được. À, ông Phật không có thể mà hối lộ được quý vị nên không có đi tắt được, phải niệm rõ ràng. Rồi những người mà cầm số tuổi mà niệm tẹt tẹt vậy nè, đủ 6 chữ không? Yeah. Gì mà lắc vậy không, là chỗ đó thầy nói mượn bồ đề chuỗi hộp lên. Làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc thương người, ngu muội tụi bay bài, viết tình tụi bay là đồ ngu muội. À, thấy điên khùng làm như sắc nguội, chẳng tranh đương nó lợi khinh thi. Hôm nọ có cái tôn giáo nào không biết, cái bà đó 168 hộp mà hộp thì bà lớn vậy nè, bà ngồi bà chải dưới đất vậy nè, bà niệm tẹt 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 gì, không biết bà tôn giáo nào nữa. Cái sâu chuỗi á là Đức Phật giới thiệu á, là hạt châu đó chứ không phải là giỡn đâu. Mà quý vị muốn làm gì quý vị làm, nên khi mình niệm Phật á, không cần niệm chuỗi cũng được, mình phải ngồi nhất tâm để cõi lòng mình an lạc, chừng đó mình niệm Phật, Phật mới chứng. Chứ đừng có đi ngang về tắt nữa, đi ngang về tắt thì mình đã không lễ phép với Đức Phật rồi, chỗ nào Đức Phật chứng mình. Yeah. À, cô Tư chỉ hiểu tới đó thôi. Dạ, thưa cô Tư, mà Đức Thầy có giải, cô Tư, Thầy nói là chai bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng chỉ dắt chúng sanh. Đó là bây giờ mình theo đạo lý của Đức Thầy đó, mình ăn chai bốn bữa hay là mình không ăn chai gì đó, mình có vô cho cái hội liên hoa vậy không cô Tư? Bây giờ chỗ này thì người ta chấp thì nó hơi kẹt đó quý vị. Yeah. Tại vì cái lúc mà chai bốn bữa là quy tắc, là quy tắc vào đạo. Nếu mà Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy quý vị ăn chai trường á, thì quý vị sợ quý vị đâu dám vô, nên thầy mới ra là chai bốn bữa ấy là quy tắc, cái quy tắc vào đạo. Nhưng mà khi quý vị đào rồi vào đạo rồi, quý vị tu lên hay tu xuống cái gì? Tu thì phải lên chứ. Yeah. Thì phải từ bốn bữa, ba tháng,
hoặc 12 tháng là quý vị tu lên. Chẳng lẽ một em học sinh vô trường, quý vị mới đầu quý vị học lớp mấy rồi sao quý vị phải lên lớp chứ, không lẽ ngồi ngoài chỗ. Mà nếu quý vị cãi lời của thầy mà quý vị còn ăn bốn bữa hoài mà cứ nhắc đó, mà còn chấp thì thầy nói là của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Bà muốn ăn bốn bữa thì bà trở lại làm chúng sanh, tại vì bà còn ăn nuốt mạng người ta nè, chỗ nào dắt bà đi được. Nên chay bốn bữa ấy là quy tắc, là quy tắc vào đạo. Khi mình tu được rồi, trình độ mình giác ngộ rồi, tự con người mình phát triển lên, con học thì cũng phải lên, mà con thi thì phải đậu, mà con tu thì cũng thế thôi, đừng có chấp nữa. Dạ cô Tư, bây giờ có một bình luận để giữ lại, tháng mấy nay mới gặp lại cô Tư hỏi thế này. Đó chính là hỏi giùm cô Tư, chị không ăn chay được, nhưng chị suốt ngày không làm buồn lòng ai hết, vậy chị tu được như vậy không cô, không em? Cái chỗ đó chị tu được đó. Dạ. Không phải là không, nhưng mà chị tu ở chỗ người ta là người ta ăn chay trường. Ừ. Người ta sẽ phát huệ mau hơn chị, tại vì cái nghiệp chúng sanh người ta đã chặt dứt. Còn chị ăn chay không được thì chị tu vẫn được. Dạ. Nhưng mà chị thua người ta một bậc nào đó, chứ không phải là tu không được. Thầy không có cấm. Yeah. Thầy nói tu hành nào luận mặn chay. Yeah. Miễn tâm thanh tịnh gặp ngài an cư. Không phải là thầy không cho chị ăn chay, mà thầy nói không luận mặn chay là chị chỗ chị đừng có chấp, chị cứ tu. Rồi chừng nào á chị khi mà chị đọt chứng rồi đó, chị cảm thấy ăn con gạch nó đau lòng, nó buồn, thì mình tha nó là chị sẽ đọt chứng, cái không có gì là lạ và không được hết trơn. Chị cũng phải gán đi, bây giờ chị ăn không được chị cứ niệm Phật đi. Chừng nào chị cảm thấy ăn được thì chị ăn, thì chị sẽ đọc chữ như những người ta vừa niệm Phật mà ta vừa chay, chứ không phải là tu không được đâu. Thưa chị, thưa quý vị cộng đồng mạng, quý vị hãy gắng tu đi. Mà ngày xưa đó tôi là bạn hàng khét tiếng, quý vị tối mà tôi ham ăn đến đổi ha, chiều chẳng dạng là tôi, ê, tôi phải chừa 3-4 con tôm với cục thịt bò tôi nấu mì đó quý vị. Quý vị nhắm tôi tương được không? Nhưng mà tôi vẫn tu. Rồi sau á tôi đi chùa, cái tôi gặp cái bà tu này nè, bà mới nói, ê mày ăn chay mà mày còn hẹn hả mày, mày ăn được mày ăn đi. Cái sau nghe lời bà ăn ngọt sớt luôn quý vị. Báo với quý vị là 24 năm chưa bao giờ ngã một đũa nha, không phải là tôi nói tốt cho tôi đâu. Tôi không ngã là tôi mới tu ngưng được cái nghiệp sát giết của tôi thôi, chứ không phải 24 năm này mà tôi đọt cái gì chứ, tôi chưa đọt cái gì chứ. Thành thử ra cái chị nào hỏi đó, chị không ăn chay được nhưng mà chị tu được không? Dạ được, không có chỗ nào là không được chứ, nhưng mà chị tu thấp hơn người ta một hai bậc. Nếu mà chị ăn được thì chị sẽ đột chữ thôi, chứ không có gì lạ chứ, chị cứ tu. Nè mấy con, nè bà ngoại đánh á, đánh đừng có làm mà mầm. Dạ thì một bình luận hỏi này có bao nhiêu để dưới đó, chính là để dưới rồi, để dưới được hết đi rồi. Tại sao Đức Thầy không về lúc này mà đỡ chết chôn không kịp thầy mới về? Câu hỏi này rất hay quý vị. Yeah. Ông nội tôi không biết tại sao quý vị. Yeah. Nhưng mà tôi chỉ dựa theo cái lời của thầy tôi nói quý vị thôi. Khi mà ông Phật ông dẫn mặt, ông thị hiện hay là ẩn hiện là quyền của ông. Yeah. Chúng ta không có thể đoán được, chúng ta không có thể biết được. Nhưng mà thầy hứa với quý vị thầy sẽ trở lại đó, không có bao giờ sai. Thầy nói chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bốn tuần của kia. Xin kể với quý vị là một chuyện nhỏ mà thầy hứa với hai vị đồng đạo. Dạ. Ngày xưa khi mà ngài bị pháp thuộc giờ ngài đi, thì ngài xuống nhà ông Hương Bộ Thạnh, ngài ngồi ở dưới để ngủ nhờ người cư ngụ dưới để mở đạo dạy đời dưới. Thì khi mà ngài từ giải ra đi đó, thì bà Hương Bộ Thạnh mới chạy ra hỏi thầy đi chừng nào thầy về. Thì Đức Thầy trả lời là chừng nào bà chết tôi về. Rồi cái ông Hương Bộ Thạnh ông nghe bà Thạnh hỏi gì ông cũng chạy ra nữa. Ông nói thầy mấy bay hết hoài tôi đồng thầm. Thưa thầy, thầy coi nữa con chết chôn mấy lần thầy. Thì thầy nói nữa ông chết chôn 3 lần đó. Nên ông gặp con sợ quýu hết trơn, ông không dám hỏi nữa. Nhưng mà khi mà Đức Thầy từ giả nhà Hương Bộ Thạnh ra đi là năm 1945. Bà Hương Bộ Thạnh chết tới năm 1995, cách đó mấy chục năm đó.
thì ông Hương Bộ Thạnh trước bà chết, trước bà Hương Bộ Thạnh, thưa quý vị chỗ nói chỗ này chút. Ông Hương Bộ Thạnh chết năm 1975, khi đó mới hòa bình xong thì ông đi lên cả dòng chúng tôi này. Ông bị xe của bộ đội đụng chết nên chôn ông ở đó. Thì vài năm sau á, người ta mới xuống lấy hài cốt của ông về dưới để chôn trong cái kim bỉnh. Thì có ông hàng xóm lại nói là ông đừng chôn ông Hương Bộ Thạnh xuống đây, tại vì có cái ông xã trưởng hồi đó ông gắn trái M79 gì xuống đó đó, nếu mà mấy ông chôn là xuống dưới banh xác mấy ông đó thì người ta không chôn, ta mới đào chỗ khác ta chôn. Hương Bộ Thạnh là hai lần rồi quý vị. Khi mà cái ông đó về xóm đó thì ta mượn lấy lên rừng nên đào Hương Bộ Thạnh chôn một lần nữa, thì ông Hương Bộ Thạnh chết chôn ba lần quý vị. Rồi năm 1995 bà Hương Bộ Thạnh mới chết, thì người ta đem bà Hương Bộ Thạnh đi chôn. Thì bà hai điều, ông hai điều đó với bà ba mà em bà Hương Bộ Thạnh nó mới hỏi nhau điều điều sao thầy hứa là bà Bộ chết thầy về mà sao ngày qua nay không thấy thầy về. Thì ông hai điều nói biết đâu ổng về mà mình không biết, mới nói vậy thì ổng dòm ra một xăng, ổng thấy cái thầy đội cái nó có với mặt bộ đồ bà ba đi về có hai mặt ở con thầy. Ông hai điều mới chạy ra, thưa thầy đi lâu quá, bây giờ con phải biết xưng thầy như thế nào. Thì đức thầy mới trả lời là ông gọi như ngày xưa đi. Thưa thầy, ngày qua nay bà Hương Bộ Thạnh chết mà không có ai báo với thầy, sao thầy biết để về. Thì thầy trả lời là tại vì tôi hứa với bà chừng nào bà chết tôi về. Sao thầy không lỡ chỗ chôn của bà Hương Bộ chỗ, thầy mới nói là chỗ đó nhiều thành phần quá, tức là đời đó nó còn khó khăn, nhiều thành phần quá, nên tôi hứa với bà Hương Bộ Thạnh chừng nào bà chết tôi về, nên tôi về đây cho quý vị biết là tôi là có về. Đó, chỉ một chuyện nhỏ đức thầy hứa với bà Hương Bộ Thạnh thôi, mà còn cái câu này đức thầy hứa cả thế giới, mà cả hết 10 tỷ ngàn đồng đạo. Thầy nói ít lâu ta cũng trở về, thì ông Phật phải trở về thôi, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Không chịu tu đi mà cứ mong ông Phật về hoài, gọi nhà bỏ đạo mà không giữ đạo trời thầy nữa. Thầy thấy thầy về, thưa thầy ở nhà cũng giữ đạo trời thầy. Ông ở sao ông nắm cổ mấy con, ông nói mày ở nhà mày đem giáo lý tao mày truyền mày đệ tử tao. Chừng đó Phật nó bái vai con nghe đệ tử, con ai để dắt ra tài đổ thi. À, thành thử ra quý vị hãy bền gan, thầy sẽ trở lại thôi. Tại vì cái màn mà chết chôn không kịp thầy mới về. Về hả? Tại vì thầy về để làm gì? Để cho những chư thần chư vị đó xử những kẻ hung hăng tồi tệ này trước đi, tụi bay á dẹp với nhau hết đi, chừng đó rồi thầy mới về. Cái thầy về lúc này thì nó còn tàn ngang quá rồi, sao thầy mày lỡ mày bu cái bằng gầy hết rồi chánh quyền người ta mất công mà theo dõi nữa đó, rồi làm sao mà về được. Buôn dân bình trị tiến quân thần, mà mấy quý vị biết câu bình trị là gì không? Quý vị im ấm hết đi, bình trị mới tiến quân thần. Còn bây giờ quý vị lạng xạ gì, làm sao quý vị gặp quân thần được quý vị? Quân thần phụ tử vinh gian, hết lo cay đắng mới cùng an phận cùng. Trời ơi, đức thầy mình gian chân ra đời dạy quý vị, đâu có xin quý vị đồng bạc nào đâu, mà phải than với quý vị nhiều câu lắm. Thân cùng điên dấn khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ nay cách biệt xa ngàn, ai ngược tẩm đạo mừng con phụ thầy. Mà bây giờ phụ thầy là tiến đạo thì tâm đạo không. Chứ mấy cái người mà mới tu như tôi biết gì đâu phụ. Thành thử ra quý vị hãy gắng nha, ôm sát giáo lý thầy để mà tu, và gắng lên chút nữa. Dạ. Thưa cô Tư, mà đến thầy nói câu này nè cô Tư, trong kinh giảng thầy nói là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Đó là ngụ ý đức thầy đó là nói như thế nào cô Tư? Lăng hòa hảo là đời đó tươi đẹp, tốt đẹp hết, cả đất nước mình yên bình. Rồi lăng hòa hảo, thế giới đó cô Tư. Hòa hảo là thánh địa hòa hảo của mình. Ước thế giới lăng hòa hảo là bình trị hết rồi, muôn dân bình trị đó. Nhà Phật con tiên mới hé miệng cười, còn được bao nhiêu người mà nước cốt ấy, ông Phật mới hé miệng cười. Tại vì tôi giải không có số người đắc quả, chứ không phải là không. Chứ còn bây giờ trở lại mà tàn ngang gì hoài cuốn sao nổi con. Bây giờ chẳng lẽ thầy nói thầy tạc nước chúng ai người đó hết bệnh, bây giờ mày tàn ngang mà lỡ thầy tạc nước chúng mày thì mày trở lại thì cái đó là cãi lực nhân quả sao? Phải không? Đúng rồi. Nhưng mà ông Thánh thì ông nói gì nè, quỷ xử quỷ, Phật chặn bài trường. Tức là cái lũ ôn hoàng dịch lệ này tụi bay xử với nhau xong hết. Chừng đó
bình chỉ rồi mới tiến quân thần. Còn hôm dài á, có người xưng là vua thần nông trở lại, ông hạng võ hạng tiệt gì trở lại thương quý vị nha, không ai có vé để mà trở lại đâu. Tần Khí Hoàng đúng không? Tần Khí Hoàng cũng không cũng chết nữa chứ đừng nói ông nào. Ông nào có xưng á, ông có ngon á, ông trở lại để bắt nước Việt Nam này, ông ở đạo ông dạy lời. Làm ơn ông ở đây hồi thờ 75 khi đất nước mà được bộ đội hòa bình á. Ông ở lại để ông gánh vác gian sang tiếp mà những ông bộ đội này, những tiếp bà con mình lao khổ. Thì ông mới là làm được một chuyện đại sự quốc gia. Còn cái này mới vừa hòa bình, ông bay máy bay ra hải ngoại để ông làm gì? Ông lánh nạn, ông lánh nặng tìm nhẹ rồi. Mà ông nói ông trở lợn cứu ai? Xin lỗi mà nói cho ông trở lợn chưa xuống máy bay thì nhà nước này bắt ông nhốt rồi. Có đâu mà ông trở lợn độ ai? Ông mở đạo ông dạy ai được? Nên thôi bây giờ quý vị hãy bỏ cái lớn lối đi. Cái lớn lối của mình nó không đưa mình đi đắc đạo đâu. Mà quý vị phát lát để làm trò cười cho thiên hạ thôi. À, tôi nhìn cái mặt của quý vị á, xin lỗi mà nói, tôi nói một câu này thì tôi có tội nha. Mà có tội với quý vị cũng không được, cũng tôi cũng không mất phước đâu. Tôi chỉ có tội với Đức Phật, Đức Thầy tôi mới mất phước thôi. Quý vị đừng có xưng nữa. À, có một công mà tôi hổng dài, tôi thấy ông xưng à. Thầy tôi dạy nè, thầy tôi dạy chớ nóng nảy sân si vui. Phải đợi thờ vua Việt hồi quy, xử phân những đứa vô nghi. Có những người lấy cái câu giảng đó, ta là nói ta là vua Việt, ta trở lại. Xin lỗi ông có vé. Không phải nước ngoài. Mà tao thấy cái ông này cũng lớn lối dữ lắm rồi. Nên không phải là nước ngoài. Rồi có một ông nữa. Ông này ông tên là Nguyễn Văn Sách. Ông nói Đức Thầy mình là sổ. Mà sổ ông thì gắt, cái sách tôi thì còn đó. Gan trời không? Hôm rồi với bà mộ bà cả nay cũng vậy. Có thằng này nó xưng nó là Quỳnh Phú Sổ tái sanh, trời ơi. Bữa đó tao nó thiệt mày, tao mà không dằn nữa, tao đá thì chừng ba đá nó gãy sinh sống rồi tao đi ở tù. Nhưng mà thôi. Để ông xưng thì để ông xẹp đi. Chứ nên mình phải nhẫn. Phải ẩn nhẫn tùy thờ. Phải không? Phải ẩn nhẫn rồi đợi thờ vô kiện hồi quy mới xử phân những đứa vô nghì. Mới là thỏ lóc giết tiền ngọc xôn. Nên quý vị hãy làm người quân tử để ẩn nhẫn chờ thầy trở lại. Và muốn làm bậc thánh thì làm theo hạnh thánh, mà muốn về tiên thì làm hạnh tiên, mà muốn về phàm thì làm cứ làm hạnh phàm đi. Chứ tôi nói cho quý vị nghe nha, hết năm nay thì tôi sẽ không nói nữa. Tại vì tôi phải trở về nội tâm để tôi dọn sạch cái tâm của tôi. Tại vì cái tâm tôi giờ nó đóng bụi nhiều lắm rồi, nó đóng gác nữa. Thành thử ra tôi nói cho quý vị mà chỗ quý vị nghe được, quý vị chỉ cười thôi. Tôi cũng chẳng có lợi lộc gì. Mà chỗ nào quý vị nghe không được thì tôi càng có tội luôn. Dạ, thưa cô Tư. Bây giờ hỏi ý cô Tư về gần đây đó thì thấy là cái hiện thực lắm cô Tư. Trên thế giới bây giờ chỗ nhiều chỗ sống thằng chụp đất rồi dịch bệnh là bà con rất là khổ. Thời kỳ này gì đó mình muốn tu cái này sao rồi còn kịp cô Tư. Nhiều người ta cũng thắc mắc về những cái chỗ bệnh khổ đó mình không kịp. Dạ thưa quý vị, còn kịp đó quý vị, nhưng mà nó mỏng nha quý vị. Thầy nói đời nay mỏng tự bằng thưa, quý vị biết mỏng tới cỡ nào rồi. Nhưng mà quý vị bây giờ quý vị vẫn còn niệm Phật, Phật vẫn giết thọ nè. Nếu để chờ sấm nổ gian thêm 3 tiếng sấm nổ mà lòng chờ đợi đặt thì quý vị tôi không kịp nữa đâu. Đức Thầy tôi nói không phải tôi nghe. Thầy nói nếu để chờ sấm nổ gian thêm e ba tánh ăn năn cả buộc. Nó chừng đó là quý vị tôi không kịp nữa. Nhưng bây giờ sấm chưa nổ quý vị vẫn tu kịp. Quý vị tu mà chân chánh 24 tiếng hồ quý vị cũng thể tịch đạo. Tại vì quý vị bỏ hết môn duyên, quý vị không nhớ gì hết thì quý vị sẽ đắc đạo. Chứ không có gì lạ trơn. Mà còn tụi tôi tu lâu mà chẳng tùi lao, còn thua quý vị mà mới bước vô, quý vị mà tùi sạch thì quý vị sẽ đột chuẩn. Đi mệt chưa hả? Nghĩ là nó không thấy một chữ. Hỏi nữa tôi kết thúc rồi. Chú Huynh, chú Huynh có gì hỏi không? Tôi hết rồi, hỏi tôi hết rồi, hỏi chú Huynh mới vô kìa, chú nói đi. Mới vô hỏi đi. Tôi giờ hỏi hết, tôi hỏi rồi. Bây giờ Huynh ngồi vô hỏi cô Tư đi. Thôi từ từ hỏi đi. Chờ gì rồi, thế liền. Hỏi đi.
đấy. Dạ, kính thưa cô Tư, thì hôm nay mấy anh em của nhân viên gặp cô Tư, thì mong cô Tư chia sẻ thì còn một tháng nữa tới Tết, thì mong là thầy cho biết là nào già xưng ấy là xưng lượng á, của mỗi lộn đi gần thẩm sầu, thì nó có đúng theo cái lời thầy chia sẻ không cô Tư? Cái Tết này có thể là đúng 80%. Dạ. Thầy nói của mỗi lộn đi gần thẩm sầu quý vị. Thưa quý vị, cái bài đó là cái bài thầy viết là ngày Tết, mà xin tạm đọc cho quý vị nghe. Ngày Tết đến, tháng lụng ngày qua năm đã tàn, trẻ già nô nức đốt xương xanh, chờ coi năm mới hơn hay chẳng, chống cả công danh kẻo muộn màng. Rồi ngày Tết đến rồi các bạn ơi, tổ tiên truyền lại mấy ngàn đời, ước ao xương mới bằng xương cũ, thanh bạch tâm hồn buồn thảnh thơ. Này hỡi chúa xưng, ta sẽ chờ hỏi ngày khảm lệ buổi nguy cơ đó. Thì thầy mới nói là ước ao xưng mới bằng xưng cũ thôi, tức là thấy cái cờ cuộc này nó lộn đi, rồi đói với nghèo sắp đến bây giờ, nên thầy ước là cái xưng mới này sẽ được như xưng cũ thôi, thanh bạch tâm hồn buồn thảnh thơ. Thầy chỉ ước ao vậy thôi, ước ao xưng mới bằng xưng cũ, thanh bạch tâm hồn buồn thảnh thơ. Sẽ sợ quý vị không có được thảnh thơ, nên cái xưng này quý vị cũng không được vui vẻ, nên thầy cũng ước là ước ao xưng mới bằng xưng cũ thôi đó. Nên ông Phật mà ông thương mình lắm quý vị, khi mà gạo lên giá thì ông nhà nước nào ông cũng lo cho dân, ông sợ dân không đủ tiền ăn gạo. Mà bản thân của tôi mà tôi nghe gạo lên giá tôi cũng buồn lắm quý vị. Thành thử ra thầy mới nói là ước ao xưng mới bằng xưng cũ, thanh bạch tâm hồn của thánh thơ. Này hỡi chúa xưng, ta sẽ nhắn chờ mỗi ngày phẩm lệ của nguy cơ. Nên quý vị thấy hết cái đời rồi, vừa khổ vừa thảm, vừa động đất vừa sụp đất, rồi bắt đầu vừa gạo lên giá. Thành thử ra thầy nói đói với nghèo sắp đến bây giờ thì đã có hết rồi quý vị. Rồi nên quý vị mình gán ăn xài tiết kiệm lại, để mình không có phải là bị thiếu hụt nhiều đối với nghèo. Tôi chỉ hiểu bao nhiêu thì chia sẻ quý vị bao nhiêu thôi. Dạ, thưa cô Tư, Đức Thầy có để trong thức giảng cô Tư, Thầy nói là ráng chì tâm tưởng niệm canh thâu, là nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Bây giờ mình niệm canh thâu là nằm đi đứng là như thế nào, là chẳng chấp như thế nào, cô Tư? Dạ, ráng là cái chỗ ráng đó là thầy thấy mình tu còn yếu lắm quý vị, nên thầy kêu mình ráng chút nữa quý vị. Ráng kỳ tâm tưởng niệm canh thâu, tức là quý vị mà già mà có sức khỏe đó, mà có gánh đó, thì quý vị ngồi bán già kiết già gì đó niệm Phật. Rồi ráng kỳ tâm tưởng niệm canh thâu, tức là mình ngủ không được thì mình cứ đi niệm Phật đi. Rồi nằm đi đứng hay ngồi bất chấp, bây giờ ông Phật cũng xá cho mình rồi quý vị. Ngày xưa phải gì có tắm ngửa tứ quy nghi mới hồi niệm được, bây giờ đi đứng nằm ngồi các niệm chớ quên, không đợi gì thờ khắc, là chỗ nào quý vị nếu quý vị tâm là đều giết thọ hết. Không có phải là quý vị phải cần quý vị vô chùa hay quý vị phải tắm ngửa tứ quy nghi quý vị mới niệm được, mà nằm đi đứng hay ngồi bất chẳng chấp, cuộc biến chuyển thiên cơ gấp gấp, thiên chúng sanh hãy gắng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ gõ đường đi nước bước, thầy đã chỉ quý vị gần hết rồi. Mà mình không có làm theo thì thầy quyết định một câu là tu không tu cũng không mở thỉnh. Yeah. Mặc tình ai trọng tỉnh hay tu, thương lê dân còn hở say mê, chẳng tu tỉnh cho gạch xương nắng. Đó, thấy ta lại nói cay nói đắng, Đức Quỳnh giáo chủ hạ sang, ông đâu có lợi lộc gì đâu mà nói cay nói đắng hoài. Cái đắng với cay ta cũng chẳng màng, chừng trần gian mà kiến thấy phụng hoàng, xè cánh bó chào mừng Phật Thánh. Yeah. Quý vị mà tu đợi đọc chứng đi thì quý vị sẽ thấy phụng với hoàng nó múa cánh sao. Hay là thầy giới thiệu là chứng từng mây nhạt chổi tiêu thiều, kẻ đà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời cũng còn. Ở thế gian này cái con phụng hoàng thế gian này thì cũng không có đẹp bằng cái con phụng hoàng mà Đức Phật mở hội hôm qua đâu quý vị. Gác tu để coi phụng hoàng ha, xè cánh múa chào mừng Phật Thánh.